Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của tôi chính là đây. Hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Lâm Bi Hòa đây. Và hôm nay sẽ là một clip rất là đặc biệt. Clip này không phải là clip review mà là clip thử nghiệm xem cái con bách thú gao voi xanh F1 này đó bạn, đời đầu Trung Quốc sản xuất này nè, có gắp vừa với lại con hợp thể bách thú gao vua Hàn Quốc sản xuất không. Để biết được có hay không, chúng ta hãy coi đến cuối clip nha. Nào, còn chờ nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Nhạc lên. Và trước mắt các bạn là hai hợp thể bách thú gao vua ha. Đó, con này là con đời đầu Trung Quốc sản xuất, tạm gọi là con F1. Con này là con bách thú, hợp thể bách thú gao vua đời F3 ha, là hàng đợt sau mà hàng chuẩn á các bạn. Hai con này tôi đã có hai clip review rất là kỹ luôn. Các bạn nào chưa xem thì nhấn vào chữ ghi ở bên góc bên phải màn hình ha. Và đây các bạn, đây là con bách thú gao voi xanh. Tôi đã có một cái clip review rất là kỹ luôn. Khoảng mấy ngày trước á, tôi có thực hiện một cái clip ha. Các bạn nào chưa xem thì có thể nhấn vào chữ Y để xem lại ha. Tôi review rất là kỹ càng luôn á các bạn. Cái nguyên nhân mà có cái clip này là do một người bạn của tôi á, bạn thân của tôi á. Bạn có xem cái clip mà review bách thú gao voi xanh của tôi, và bạn đó có tâm sự rằng là khi mà coi clip của tôi á, thấy cái con gao voi xanh này y chang cái hàng mà DX Bandai luôn á các bạn. Cái hàng mà Rio á, Rio Bandai á, y chang cái hàng Hàn Quốc với lại hàng Nhật Bản luôn. Thì kêu tôi á là thử coi cái con gao mà bách thú gọi voi xanh mà đời một Trung Quốc sản xuất đó các bạn, có gắp vừa với lại cái con mà DX không. Ok, thì hôm nay tôi sẽ thực hiện ha. Đây, thì tôi nói sơ qua cho các bạn, thì cái con gao voi F3 này nè các bạn, cái hàng chuẩn đợt sau nè, nó chỉ độc quyền dành cho cái con hợp thể bách thú gao vua F1 thôi nha. Tức là con này chỉ gắp được với cái con này thôi. Còn với con F1 với lại cái con kinh kinh hàng á, cái con gao vua hàng á các bạn, thì không được nha. Tại vì các bạn biết rằng, thì bữa tôi cũng có nói ha, các bạn biết á, là ở trong cái phần mà khiên này nè các bạn, nó chỉ có một lớp thôi. Đó, nó chỉ có một lớp thôi nha các bạn. Còn trong khi đó cái con này cái đầu nó là hai lớp, nên khi mà con cọp á nó gắn vô là nó gắn không được chắc chắn luôn. Tại vì mình thử cái con F1 là không được à. Cái con F1 có gắn vô không được thì đương nhiên cái con DX cũng đâu gắn được đâu à. Tại vì đời F1 tức là đời đầu á, nó sẽ làm gần như giống DX luôn nha các bạn, DX real luôn á. Rồi, ok, bây giờ việc đầu tiên chúng ta cần làm đó chính là đi mượn con gao vua hàng thôi, chứ tôi đâu có con gao vua hàng đâu các bạn. Đâu có tiền đâu.
Ok các bạn, sau khi 24 giờ đăng bài trên Facebook cá nhân lẫn trên fanpage đó các bạn, à, cái fanpage của tôi á thì đã có một bạn cho tôi mượn con gao vua ha, con hợp thể gao vua DX Hàn Quốc đây các bạn, đây là cái con DX Hàn Quốc nè, nhìn nó bóng loáng ghê luôn á, rất là chắc nha, tôi gắp thử rồi đó, rất là chắc luôn, chắc chắn luôn á các bạn, nè. Đó, cái khớp nghe tạch 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 luôn các bạn. Đó. Đã ha. Quá đã luôn. Chắc mai mốt tôi phải mua một con tôi chơi các bạn. Nhìn nó đã lắm kìa. Trước khi thực hiện clip thực nghiệm á các bạn, tôi xin cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã donate tiền cho tôi thông qua hình thức là mua hàng qua fanpage của anh Chiến binh đồ chơi ha. À, các bạn nào mà chưa biết cái Facebook hay cái fanpage của anh á thì tôi có để cái fanpage, cái link, đường link fanpage ở phía dưới phần comment á, à, các bạn có thể nhắn vào và có thể inbox để mua các bạn ha. Và đầu tiên tôi xin cảm ơn bạn, một bạn đó chính là bạn Tô Gia Kiệt ha, bạn Kiệt donate cho tôi 40.000 và bạn mua một sản phẩm ha. Đó. Và bạn thứ hai là bạn Lê Tấn Tài. Bạn Tài này á là mua rất là nhiều luôn các bạn, à, nói chung là khách ruột luôn á của anh Chiến binh đồ chơi luôn á. Rồi bạn Tài đã donate cho tôi khoảng là 20.000 nha các bạn. À, bạn Tài mua hai sản phẩm. Và bạn thứ ba là một em tên là Lê Chí Khang ha. Rồi em Lê Chí Khang này đã donate cho anh là 10.000 nha Khang. Rồi cảm ơn Khang ha. Chúc Khang lúc nào cũng vui vẻ, mạnh khỏe, đầy tươi trẻ nha. Lúc nào cũng đi học cũng đứng nhất khối nha Khang nha. Rồi lần lần nữa xin cảm ơn Khang. Và cái bạn cuối cùng là bạn Quang Anh ha. Bạn Quang Anh cũng donate cho anh cũng 10.000 luôn nha Quang Anh ha. Thì bạn Quang Anh với bạn Tô Gia Kiệt là chưa kết bạn Facebook cá nhân với anh. Thì có gì ca mấy em inbox hoặc là mấy em nhắn tin đi, có gì anh kết bạn lại ha. Tôi thấy là anh thấy là chưa có kết bạn á. Rồi thì nhờ có các em mà donate cho anh á thì anh mới có động lực anh làm clip thôi ha. Rồi chúc tất cả các em lúc nào cũng vui vẻ, mạnh khỏe và thành công trên cái con đường mà sưu tập đồ chơi của mình nha. Thì các bạn biết đó các bạn, một cái clip của tôi á khi làm ra một tháng á, một clip của tôi kiếm được khoảng 3.600 đô. Khoan các bạn, chưa nói hết nha. 3.600 đô là một clip một tháng của một YouTuber triệu view. Còn tôi á, một tháng một clip của tôi á là có 3.600 đồng mà các bạn. Ừ, có cái clip mà có một cái clip cao nhất cũng có 4.000 à, 4.000 đồng đó nha. Thì các bạn lấy 4.000 đồng mà mấy bạn chia cho 30 ngày đi, là mỗi ngày như vậy á là YouTube chi cho tôi là 1.000 mấy à, có 1.300 đồng mà. Ý YouTube nói á là tôi á, tôi uống uống nước để sống đi, đừng có ăn gì hết á. Ừ, uống nước sống review thôi hả. Thật vậy nha các bạn, tôi sẽ làm một cái clip về cái doanh thu của tôi nha. Doanh thu của tôi á, tức là cái thu nhập của tôi mà nhờ các bạn, nhờ mà các bạn xem mấy cái lượt quảng cáo ít lắm, không có nhiều nha các bạn. À, các bạn thấy cái góc ở bên phía trái màn hình không các bạn, đó là doanh thu một tháng của cái clip mà sắp xếp và bảo quản đồ chơi các bạn. Các bạn thấy nhiều không, nhiều ghê ha, rồi nhiều muốn phát khóc luôn á các bạn. Rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ trở về cái món đồ chơi của chúng ta ha. Rồi cảm ơn các bạn đã donate cho tôi nha. Con gà voi F1 và Trung Quốc sản xuất đời đầu nè. Bây giờ á, thì cái con này, cái con F1 á, thì đương nhiên nó đã gắn vừa rồi. Ừ, cái con F3 này á, để coi nó có gắn vừa không. Thì các bạn, đâu, để coi nó có gắn vừa không ha. Bây giờ gắn con F3 trước thử coi. Đó, đây, con F1 nè. Bây giờ xoay cái vò nó lại. Rồi, gỡ ra. Gỡ ra nè. Đó. Rồi, để lên. Nè. Để lên.
Rồi. Rồi, để rồi em mà ra. Đó, bây giờ chúng ta sẽ để vô. Rồi, không vừa nha các bạn. Nhìn nè, nó vậy nè, nó không có vừa nha. Nè, để vậy nè, nó đâu có vừa đâu. Do các bạn biết á, là cái con F1 các bạn, con cọp nó sẽ có hai cái khớp ngay đây nha. Cái khớp nó lòi ra hai cái khớp này nè, hai bên đầu nó lòi ra, con này không có. À, nên khi mà để vô thì nó sẽ không vừa, nó sẽ nhỏ hơn nha các bạn, nó nhỏ hơn nè. Đó, nó sẽ không vừa ha. Ok rồi, con F3 bỏ qua một bên rồi, nó không vừa rồi. Đào thử gắn con cá mập thử nha. Con cá mập có khi nó vừa trời. Cá mập vừa mà con cọp nó không vừa. Con cá mập đây, gắn vô. Gắn vô. Rồi không vừa luôn nha các bạn. Con cá mập này nó bự quá, nó gắn không vừa. Ha, nó gắn không vừa ha. Rồi, chúng ta sẽ bỏ qua cái con F3 qua một bên đi. Tức là con F3 đó là chỉ có con voi F3 gắn vừa với nó thôi, chứ không có cái con nào gắn vừa với nó ha. Rồi, chúng ta sẽ bỏ nó ra đằng sau đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến con hợp thể gầu vua Hàn Quốc nha. Đây các bạn, con Hàn Quốc nè. Bạn thấy á, nó sáng, nó bóng ghê không? Cái phần đùi của nó nè, nó bóng láng luôn á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đó, mở ra. Chúng ta gắp vô nè. Đây bạn, chúng ta sẽ gắp vô ha. Ồ, dừa bạn, dừa luôn nè. Wow, dừa luôn nè. Thấy không? Rồi, con cọp. Rồi, chúng ta sẽ xoay lại. Rồi, chúng ta sẽ để vô. Nè, cái đồ chìa ra nè các bạn, cái đồ lòi ra nè. Cái con Hàn Quốc á thì nó sẽ cái đầu cái nó sẽ có cái khớp này lòi ra ha. Cái con F3 nãy nó không có cái đồ, nó hai cái bên đây nó không có lòi ra. Con F1 thì có ha. Đây, chúng ta sẽ gắn vô cái chỗ này nè. Gắn vô. Gắn vô. Ok. Rồi, chúng ta gắn vô coi, gắn vô, gắn vô. Ồ, rồi, hay à. Nó đứng vững ghê luôn các bạn. Nó không phải như con F1. Trời, đã vậy. Đi vô. Wow, nghe cái cạch luôn á. Wow. Đẹp mà. Vậy là con bách thú gao voi Trung Quốc, hàng đời đầu Trung Quốc sản xuất, sẽ gắn vừa với lại hai cái tai của cái con gao vua Hàn Quốc nha các bạn. Wow, quá đẹp luôn các bạn à. Để tôi lên cho các bạn xem nè, phóng xa ra cho các bạn xem nha. Đó, ok các bạn ha. Đó. Đây. Đồ hồ. Để ở vậy trời. Hay à.
Ồ. Trời, giống trong phim vậy nè. Thấy không? Wow. Vậy là nó gấp vừa đó, nó gấp vừa. Ồ. Ok các bạn ha, vậy là bây giờ chúng ta đã có thể kết luận được con bách thú gao voi xanh đời đầu Trung Quốc sản xuất là hàng F1 có thể kết hợp với lại DX gao vua Bandai nha các bạn, hàng real á, đây nè, có thể kết hợp ha. Wow, chắc lắm mấy bạn, công nhận là bây giờ tôi á, tôi kêu bạn là tôi đang có cảm tình với lại cái hàng real nè các bạn. Hàng riêu, con này con hàng nè. Con hàng nhìn nó đẹp đó bạn, trắng bóng luôn, nhưng mà có một cái điều á là cái chân của nó bạn, cái chân của nó lỏng quá, phải không? Nó cứ kẹp kẹp lại nè, nó không có cố định lại một chỗ. Với lại tôi thấy nó cũng hơi nhẹ á bạn. Hàng chắc là hàng Hàn Quốc nó hơi nhẹ ha. Rồi, ok ha. Ok, nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem clip của mình thì hãy nhấn nút subscribe, tiện thể có cái chuông bên cạnh đó, nhấn luôn cái chuông để nhận được những video review hay là thử nghiệm đồ chơi ha mới nhất của tôi nha. Còn các bạn, các anh em mà đã subscribe rồi thì hãy nhấn like, share để các anh em khác cùng biết ha. Rồi, bye bye, subscribe, ngày mai gặp lại nha. Bye bye. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của tôi chính là đây.